Hello, xin chào quý cô chú anh chị, Mạnh Thường Quân, bạn bè gần xa trong nước và ngoài nước đang quay lại kênh YouTube Thầy Giáo Thiện Nguyện Từ Tâm. Thì hiện tại xe cứu thương không đồng vừa nhận được cuộc điện thoại từ hoàn cảnh khó khăn, nhờ hỗ trợ từ bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về đây, về đâu Khánh? Về Hoàng. Hoàng. Về Hoàng của Ngũ Hiệp phải không? Hoàng Ngũ Hiệp, có lại Tiền Giang nha quý khán giả. Thì đồng hành cùng khán giả trên chiếc xe không đồng trong sáng nay thì có đây tài xế Nguyễn Khánh. Khánh cho quý khán giả biết là cái hoàn cảnh này là bị bệnh gì không Khánh? Tại vì cái bạn tài xế Nguyễn Khánh nhận nghe điện thoại cái hoàn cảnh này nha. Nghe nói là bị bệnh ung thư tử cung thời kỳ cuối, tàn dịch. Rồi giờ nhờ xe mình hỗ trợ về nhà hả Khánh? Nhờ xe hỗ trợ về nhà, nghe nói là đang yếu. Đang yếu luôn hả? Thì khán giả mời quý khán giả cùng đồng hành chiếc xe không đồng đến với hoàn cảnh chưa có biết tên luôn. Thì chút xíu xuống với bệnh viện thì khán giả đó sẽ phỏng vấn và hỏi thăm người nhà coi tình trạng sức khỏe của người bệnh như thế nào nha quý khán giả. Đây, đang trên đường đi. Đây là ngã tư Hưng Long. Thì khán giả xin kết thúc cái video tại đây và mời quý khán giả cùng đồng hành xuống bệnh viện và gặp người nhà bệnh nhân để tìm hiểu coi bệnh nhân này bị bệnh sao, ở hoàn cảnh như thế nào. Thì đã sắp tới bệnh viện Đa khoa của Tiền Giang rồi nha quý khán giả. Đây, đã tới cổng cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Thì hiện tại đã tới bệnh viện rồi nha quý khán giả. Thì bây giờ đang quá trình lên rước người bệnh xuống. Đây, đã tới được phòng của bệnh nhân. Đây là người nhà là cũng là mẹ ruột của cái chị bệnh đây quý khán giả. Cô vui lòng cô cho con biết cô tên họ gì? Nguyễn Thị Ba. Dạ. Cô là mẹ của cái người bệnh này hả cô? Mẹ. Dạ. Cô vui lòng cho biết là chị bệnh này họ tên gì và cư ngụ ở đâu không cô? Nó Nguyễn Thị Ngọc Cẩm. Cô nói lớn lên giùm con. Nó Nguyễn Thị Ngọc Cẩm. Dạ. Nó ở Hòa An. Hòa An, địa chỉ là xã nào? Xã Hiệp, huyện Cà Lệ. Dạ. Hòa An. Cái chị mắc bệnh lâu chưa cô? Nay 2 năm rồi. Dạ. Cái chị mắc bệnh này là bệnh gì cô? Cái này tôi cũng rành, bị gì con tôi với con gái tôi nói giấy tờ là tôi không có rành bằng dạ. Nó. Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Đang di chuyển người bệnh xuống xe nha quý khán giả. Tới luôn.
đây là đang di chuyển bệnh nhân xuống dưới đất. Thì đã đưa bệnh nhân lên xe và đang di chuyển đưa bệnh nhân về nhà nha quý khán giả. Đã đến nơi rồi, vì nhà nằm ở trong nên xe không tới được nên
phải xuống đây và di chuyển bằng xe máy vô nha quý khán giả. Do bạn Khánh tài xế đang về chạy dịch vụ nên chuyển sang cho anh Công Lĩ làm tài xế. Bây giờ phải di chuyển bằng xe máy vô nhà. Mời quý khán giả cùng dưới khán giả vào thăm hoàn cảnh của cái chị bệnh này là tên gì quên rồi anh? Cẩm. Vô thăm nhà hoàn cảnh của chị Cẩm nha quý khán giả. Hoàn cảnh của vợ chồng bên này khó khăn dữ lắm anh. Bà chị vợ ha, khó khăn lắm anh. Đã tới được nhà của người bệnh. Đây là xung quanh căn nhà của chị Cẩm, là người bệnh mới được nhờ được xe cứu thương không đồng hỗ trợ từ bệnh viện đa khoa Tiền Giang về nhà nè quý cô chú anh chị khán giả. Chưa qua chưa được cầu mình đi vừa chắc để anh để thông năm cái áo ra cái đầu rồi. Cởi áo gì? Cởi áo ra, úp dở cái đầu tư lên, cởi áo ra đi. Cởi áo ra tư lên. Dạ, em chào anh, thì anh là chồng của chị Cẩm không? Dạ, anh vui lòng cho biết là công việc hàng ngày của anh là gì không anh? Cũng đi làm công ty nuôi cá. Dạ, mình làm ở đó là ở đâu anh? Ở cũng ở đây luôn. Dạ. Đàn. Dạ. Mình làm vậy là một tháng là được mình hợp đồng công nhật ngày được 200, ngày nào mặn thì được, ngày nào mặn thôi. Dạ. Rồi gia đình mình có ruộng vườn gì không anh? Chỉ cũng có đựng công rồi cũng đủ ăn rồi, bệnh cũng thiếu rồi. Dạ, hồi nãy thì em cũng có hỏi chỗ cô là mẹ vợ của anh là cũng được biết là từ lúc mà chị phát bệnh đến giờ thì số tiền là cũng lên gần tới khoảng 300 triệu hả anh? Dạ, cũng khoảng đó. Dạ, thì mình cũng vay mượn là sao anh? Cũng mượn không, mượn cũng cái tân gia đình cũng có số, còn dạ. Có tâm ngoài. Dạ. Thì mình có sổ hộ nghèo không anh? Có, nhưng mới cấp mà mới cấp được bảo hiểm của cận nghèo rồi chưa? Cận nghèo. Mới là cận nghèo thôi. Cận giờ cũng đang cũng khó khăn vậy đó. Rồi giờ mình với con cũng hai đứa đang đi học. Con anh học lớp mấy anh? Lớp 12. Đứa học lớp 12. Thì cũng em thay mặt chỗ chị Thảo Nguyên thì hồi nãy trên xe em cũng hỏi là chị có uống nước yến được không? Nếu uống nước yến được thì em
thay mặt chị Thảo Nguyên hỗ trợ gửi tặng cho chị một lốc nước yến, nhưng mà gia đình nói không có nước yến được, chỉ ăn được trái cây, thì em thay mặt chị Thảo Nguyên gửi trái cây cho chị ăn. Em cũng mệt. Thay mặt mạnh quân khám trợ vợ em về tới nhà, cảm ơn. Dạ thì tụi em cũng đã hỗ trợ chị được về tới nhà, thì giờ tụi em xin phép nha chị. Chị gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em xin phép gia đình tụi em về. Cảm ơn. Thì cuối cùng chiếc xe cứu thương không đồng cũng đã đưa được người bệnh về tới nhà rồi nha quý khán giả. Thì hiện tại giờ đang anh em đang trên đường về, thì là do tháng giỏ mới vừa biết tập làm YouTube nên trong cái lúc quay clip nói chuyện chưa được thành thạo, có những câu lặp đi lặp lại nhiều lần, thì tháng giỏ cũng đang cố gắng khắc phục. Thì mong quý cô chú anh chị mình thường quân và quý khán giả xem có gì đóng góp thêm ý kiến giúp cho tháng giỏ, thì xin hẹn gặp quý cô chú anh chị, bạn bè và khán giả trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.